Hello, chào bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Thầy Đại. Thì hiện tại mấy anh em tập trung khá là đông đủ luôn rồi. Mà còn thiếu Khang Nhái nha các bạn. Khang Nhái thì giờ này đi học chưa về nữa. Chắc học thêm mà các bạn ơi. Để mình ra mình coi thứ mấy anh em này làm gì. Nè, đây nha các bạn. Đây đây. Cái anh là cái anh lớn nhất trong mày mà tụ tập anh em ha. Giờ chưa nắng mà đi chặt dừa uống nữa bạn. Anh bài đầu mấy nó không à? Đúng rồi, chưa nắng chặt dưỡng cho mát cho nóng như nó đó. Anh làm cái gì mà anh nóng? Anh trời nắng anh nóng. Em tưởng cái gì nóng chứ? Trầm cảm quay gì nữa vậy? Thì quay cho bạn xem đời sống của anh em mình nè. Đời sống là sao? Thì quay vòng vậy đó. Nhưng mà anh có cái tưởng như quay cho bạn xem không? Khang với Ngái chưa đi học về mà quay gì? Thì anh em mình có nhiêu quay nhiêu. Anh em đó mày. Đứng đứng vậy chào bạn kia đi. Rồi. Hello, chào các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Ấy rồi sao? Sao quay gì có đủ người đâu mà quay. Thì anh em mình anh biết rồi đó, có bao nhiêu mấy anh em mình quay bấy nhiêu, không có đợi ai hết á bạn ơi. Ủa, em nôn quay dữ lắm rồi đó hả? Em nôn dữ lắm tại vì nhớ nghề anh ơi. Nhớ nghề nữa. Nhớ nghề. Quay qua nhớ nghề. Đặt mà tin nhớ quá. Thì bữa nay anh em mình quay không được cái gì. Nếu mà muốn quay quay cái gì? Ủa mà thiếu rồi sao quay? Thì thiếu anh em mình mới quay đó, anh em hiểu ý tôi không? Em là muốn có nhiều quay nhiều phải không? Đúng rồi. Có nhiều quay nhiều hả? Mà quay gì? Mà quay gì mới được chứ? Có 2 triệu không? Thì bây giờ anh em mình bạn đi rồi vô anh em mình hỏi thầy. Tao sẽ làm ông thầy cho. Rồi mình hỏi rồi. Rồi. Nay quay cái gì? Là nay thiếu người nên quay không được. Ủa? Đúng rồi. Em này chỉ nhà vậy chứ đâu. Đúng rồi. Rồi sao anh em? Em mình quay cho anh em. Mình thiếu 2 người đúng không? À. Mày em. Được. Cho nó. Đúng rồi. Hai đứa nó chưa đi học về, cho hai đứa nó đi. Đúng được. Cái gì? Mày cho anh Khang thôi. Cho anh ái đi, cho anh Khang thôi. Khang thôi. Cho anh ái đi, cho anh ái đi. Thằng Khang cũng đọc bình luận vậy đó. Thằng Khang nó tội nghiệp dữ lắm. Nó thằng Khang không phải. Nó bị tự ái. Khang. Cho anh ái. Hay là mình cho anh Khang đi. Mày mấy đứa tên mày mấy đứa tên ái hả? Mày mấy tên ái hả? Từ ái gấp đôi thằng Khang á. Về đó. Khang đúng rồi đó. Anh coi bình luận anh cũng thấy người ta kêu comment cho anh Khang đi. Đúng rồi. Bây giờ anh em định cho anh Khang không hả gì? Đúng rồi. Mà cho anh Khang nghiệp lắm. Sao đâu? Mình lỡ rồi nè. Khang là con trai, Ngái là con gái. Đúng rồi. Không lẽ bị cho anh gái? Đúng rồi. Thì ta đang định dự định cho con gái luôn á. Không cho được hai đứa luôn. Đúng rồi đó. Mày đâu không? Dạ, khoan. Đi ra coi, giờ mình cho anh hai đứa đi cho công bằng. Đúng, hợp lý. Chơi không? Chơi luôn. Không, nhưng mà tôi suy nghĩ lại là cho anh Khang thôi. Đúng rồi, cho anh hai đứa khó cho lắm. Đúng rồi. Bây giờ mà mình cho anh Khang bằng cách nào nè? Hãy vô hỏi thầy đi, vô thầy góp ý kiến đi. Vô hỏi ông thầy đi, mình phải hỏi ông thầy qua ông thầy mình mới cho anh được. Nhưng mà đặc biệt thằng Khang nó khóc ai dỗ. Cho anh Khang dỗ. Đúng. Khang cho kẹo là Khang nín liền. Rồi, vậy bây giờ mấy anh em mình đi vô rủ ông thầy cho anh Khang luôn nha bạn. Đi. Thầy. A few moments later. Thôi bây giờ thầy uống cạn cái gì tôi nói về bây giờ nè. Rồi tôi ra đây làm gì nè. Gì dạ? Trời mà đắng như trời. Xin lỗi. Sao nó có nhớt nữa thầy? Cái gì thầy? Thầy ba nào vậy? Dạ, ai biết, qua kia vậy biết. Trời ơi. Ê, cậu quên ơi. Dạ đi 2 ngày rồi anh em ơi. Dạ. Mày nhớt luôn rồi anh ba. Ba, nói mới nhớt rồi chưa sao đâu. Em phải kẹo như cậu kéo vậy thầy. Rồi, vậy kêu thầy ra đây làm gì nói đi. Tụi em không có giấu gì thầy. Thì mấy bữa nay anh em mình cứ đợi hai anh niên nó suốt à. Là ái với lại Khang á thầy. Đúng rồi. Mà đi học á thì đâu có biết được. Sáng đi chiều về mà anh em mình đợi hai anh niên nó quay clip các bạn. Mà tụi em thì biết rồi đó, nhớ nghề yêu nghề, muốn ra clip đều cho bạn xem. Nhưng mà hai anh niên nó không muốn các bạn ơi. Tại vì đi học suốt mà sao ra clip được thầy. Đúng rồi. Thì bây giờ đó mình phải làm cách nào ha để cho hai anh niên nó sợ và đi học phải chạy về đây xiết. Đúng rồi. Bằng cách cho ông thầy. Đúng rồi. Ủa gì để lãng dữ ta. Đi qua ủa thầy đứng dậy thằng coi được. Cho anh hai anh niên kia. Không. Ủa ngọt à. Ngọt. Cho anh Khang à. Cho anh Khang. Cho anh hai đi. Cho anh hai đi mới chui. Em của em mà em cho luôn. Cái thầy. Thầy xét lẫn này nhau luôn. Cái thầy. Cho anh một mà. Cho anh hai luôn thầy. Không lẽ. Không được. Cho anh một mà. Thầy, ông lấy hai nói về chung lấy cho anh một thằng sao được mà. Đúng rồi. Đúng, hợp lý. Được. Mà cho anh hai đứa sao chọn? Đúng rồi. Mày em, mày không có tiếng nói. Mày nín. Mày em. Đúng rồi đó. Im lặng. Rồi.
Rồi vậy hôm nay rủ thầy ra đây để quay clip cho đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cho đến gì thì thầy phải suy nghĩ đi mới được chứ. Ủa em ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đầu, có mình thầy kêu bắt thầy suy nghĩ. Thầy thầy lớn rồi. Đúng rồi đó. Em có não không? Có. Có thì em phải suy nghĩ chứ. Trời thầy lớn thầy phải bài đầu rồi. Trời bài đầu của chịu à. Sao thầy không có gì thầy lãnh chứ. Thầy phải bài tụi em mới dám làm. Bây giờ tụi em bài đi thầy lãnh cho. Thầy thầy lãnh không? Ừ. Thầy nói nha, thầy nói nha. Không làm gì nói gì vừa đừng có quá đáng hay gì đó được rồi. Em làm gì nè? Làm gì? Giờ mình nói gì muốn nữa. Trời ơi. Im luôn mày ơi. Im đi, để anh Tăng nói, anh Tăng nói. Vô. Nói gì vậy? Thầy á. Dạ anh Tăng. Giờ mình phải lựa kỹ đằng Khang nó có sở thích cái gì, ba la các kiểu nó phái cái gì. Đúng không? Thầy đúng rồi. Mấy này hay nó toàn đi chung với chị Trang không nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Chị Trang, chị biết sở thích gì của nó, chị nói em nghe. Sở thích hả? Bắt chó. Không. Sở thích cột đầu làm gái. Tự nhiên mình cột đầu làm tóc làm gái. Cũng lâu quá mươi. Sao á, ý tưởng khác đi chị Trang. Ừ. Nhìn đi. Gì vậy ta? Chị có ý tưởng gì khác không? Nhìn đi các bạn đợi kìa. Hồi chưa hay đọc comment lắm mà sao. Đúng rồi, hồi chưa đó. Ai đọc comment? Chị Trang nè. Khoan, tính nói gì quên. Trời ơi. Ê, cái không biết nói gì luôn. Dạ. Trang, Khang nó hay chơi chung với bà Trang phải không? Đúng rồi. Giờ mình giáp bộ anh đục nó quắc bà Trang. Đúng không? Cái đó đục nó quắc mày luôn. Em có cách rồi, lấy bà Trang làm thí nghiệm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thí nghiệm gì? Bây giờ đó là cho chị Trang làm cách nào luôn là không biết, kiểu như là cãi lộn hay là quýnh lộn gì đi. Rồi, ta cứ làm gì, thử lòng thằng Khang. Cho bà Trang mất tích luôn. Đúng rồi. Là cho Trang nghỉ vài ngày. Cũng được đó. Ý tưởng gì không hợp lý gì hết trơn á. Ý tưởng gì? Thầy chứ thầy kêu tôi em suy nghĩ. Trời ơi. Thầy có ý tưởng rồi nè. Trời ơi, cái tên suy nghĩ gì vậy? Nãy giờ thầy đi. Nãy giờ thầy mới nghĩ ra. Rồi thầy nói đi. Thầy nói đi. Nghĩ sao thầy có cái đầu đâu mà nhanh dữ vậy? Ok. Giờ thầy mới nghĩ ra nè. Sao? Thầy hay theo dõi kênh thì có rất là nhiều bạn yêu cầu cho anh Khang để cho anh Khang sao ta? Để nhớ cái. Đó, lòng chị Trang là sao? Thầy nhớ đi, nhớ bạn. Cho anh Khang để xem phản ứng của ai? Thầy lỗi của Thái. Cho anh Khang để xem phản ứng của Trang hỏi thầy lỗi. Thầy cho anh em đi để xem phản ứng của Trang. Cho anh Trang để xem phản ứng của Khang như thế nào. Ủa? Ủa là sao? Sao sai? Sao bây giờ cho ai? Chỉ thầy. Ủa sao? Ủa là đang cho anh Khang mà. Tôi có gọi sao ta? Chỉ thầy. Cấn cấn vậy thôi ta. Hơi cấn cấn thiệt á. Bây giờ á, mình đem một Trang ra mình thí nghiệm thằng Khang. Coi coi phản ứng của anh Khang như thế nào. Phản ứng Khang nó sao. Vậy là cho anh Khang đó. Cho anh Khang nhưng mà lấy em làm thí nghiệm. Thí nghiệm là giờ lấy ba Trang ra chói tay chói chân treo nốt nhạc. Đúng không? Cái gì giáp anh ơi? Đúng rồi. Mặt vui á. Gì á, thí nghiệm gì kìa, không vui nha. Không vui. Đúng rồi. Bây giờ không chị không chịu cũng phải chịu nữa. Vậy bà Trang gã xong mục tiêu núp đi. Đúng rồi. Nhớ ra rồi, là mấy bạn kêu cho Trang gửi tem để cho xem phản ứng của Khang như thế nào. Đúng rồi. Nhưng mà anh em mình không làm nha các bạn. Đúng rồi. Tại vì làm thì nó sẽ bị có nhiều bạn hiểu lầm á. Không phải làm đó lỡ sau này thiệt rồi sao. Đúng rồi. Nói chung là làm khác đi. Anh em mình giả bộ thôi. Anh em mình đổi theo chiến thuật khác đi. Đó là chính là giai bộ Trang vắng vài hôm đấy đó. Nói Trang vắng một thời gian. Được không? Được không? Em thấy được cái thầy. Đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Được ha? Chốt dạ, luôn. Chốt. Rồi. Bây giờ đợi Khang chạy về là anh em mình cho anh luôn. Chốt. Đúng rồi. Đúng nhưng rồi. Mà anh em phải nói là thí dụ là Khang về phải không? Là cho Ái đi vô đi. Mình để con Ái chơi sau chứ mình không bỏ con Ái được. Sao biết Khang vô trước hay Ái vô trước? Đúng rồi. Nên là Ái vô trước á. Lỡ như về một lượt luôn sao thầy? Về lượt. Không về lượt đâu. Về lượt thì thôi. Sao biết vậy em lượt? Sao mày biết? Em nói là ai về trước. Mày im đi không có tiếng nói. Thì giờ nói chung là giờ nhốt Trang bỏ lòng đi. Ok đúng rồi. Ra ra không ra. Thầy sao mà cậu tiêu sao núp đi. Đúng rồi, nhanh đi. Ra ngoài ngồi thả trôi đi. Đúng rồi đó. Nói chung là ra ngoài hát bài. Ra ngoài chiêu chiêu đi. À chiêu chiêu mới chịu. Ra ngoài hát bài ba mùa mưa đi là hết bài hát là đi vô đây. Đúng rồi đó. Kìa. Nhanh đi đi tụi tôi còn làm chuyện. Cái thằng té con. Ơi. Lên đỡ lên. Chị Trang làm gì bị xèo vậy?
Đang ngồi ghế. Tại cái tướng ta có chút còn ngồi nữa, đã kêu đi đằng sau còn ngồi nữa. Tướng ta có chút ép người, xô nhẹ cái nó bay luôn rồi, thấy không? Nhìn đi chị Trang. Rồi, chúng ta là vậy đi ha. Ok. Giờ em núp đi. Ok. Chưa? Chừng nào thầy kêu gai ra. Rồi, ok luôn. Em đi núp. Gì mà lâu dữ vậy bay? Lâu thiệt quá. Đợi từ trời nắng tới trời mưa. Từ trời mưa tới trời tối. Ai vô rồi? Tao nói rồi. Mày làm gì vậy mày? Vô rồi. Ê, sao vậy? Mày đi ra. Trời ơi, làm gì vậy? Anh hai con mà không muốn cho nội nữa. Mày làm gì vậy? Vô rồi. Đi ra mày. Nó làm gì anh ta? Làm những cái mà không hiểu nổi luôn á. Nói gì con gái mà nó đẩy để anh gớt như này luôn. Rồi rồi. Đâu đâu luôn rồi bạn ơi. Nói chung á là hồi nãy anh em mình tưởng thẹn vô trời ơi hết hồn luôn bạn. Bây giờ nè, sẵn con gái đi rồi anh em nói cho cưng biết á, không phải là bữa nay anh em tập trung ở đây đâu. Mà bữa nay anh em đang bàn cái bạch cho anh Khang. Khang ra chưa? Đang ra, đang xuống luôn á. Đang xuống luôn. Ai, ai được á. Là nói mình cho anh sao, nói cho ai hiểu. Là bữa nay là mấy anh là cho anh Khang là chị Trang tạm vắng một thời gian. À, chị Trang nói chung là đi ra đằng sau cầu tiêu vậy. Mãi đi vệ sinh nha, đi núp. Hiểu rồi không? Thì bây giờ Khang vô thì cưng cứ hộ theo tụi anh mà chơi nó, đúng không? Có những cái gì mà đang buồn bã với nó tung ra hết luôn, thối xả luôn. Rồi con già đây. Rồi. Ê. Em nói thiệt em cay nó dữ lâu. Lâu dữ lắm rồi đó. Ok, già đây. Rồi. Mới đi dạy. Đúng rồi, mới đi dạy đây. Ừ, ứng cái chạy lên đây. Rồi, mày đi. Thải đi. Thải đi. Thôi. Rồi. Chứ nãy lúc mà thải rồi cho mày nữa. Đúng rồi. Chứ vậy. Con đi ra luôn. Đúng rồi. Nó. Nó mày chứ mà đó. Mày á. Cho anh mày. Có. Hồi nãy rồi là. Thôi. Nói thì nãy là thầy nó đòi nói là kêu thầy đuổi cưng á. Đúng rồi. Có đâu. Thôi nói chung là anh đi mệt quá, Khang sắp xuống rồi nha các bạn. Giờ anh em mình ngồi đợi Khang xíu nữa là anh em mình chơi nó nha. Đúng rồi. Ok. A few hours later. Cái thằng này làm gì mình lâu dữ vậy? Từ nãy giờ ngái về nửa tiếng đồng hồ mà nó chưa về tới nữa bạn. Giờ mình đi ra mình coi thấy anh Niên nó về tới đâu rồi. Ngồi ở trỏng tù túng khó chịu quá trời khó chịu rồi bạn ơi. Hiện tại thì trời dưới quê của anh em mình đang mưa nha các bạn. Máy này đi quay 24 giờ với lại sinh tồn đồ mưa quá trời mưa bạn ơi. Cho nên là hơi trễ clip mong bạn thông cảm với mấy anh em mình nha. Bây giờ mình đứng mình đợi nó về luôn. Không biết thằng này có bị mất mưa không nữa. Lâu dữ quá trời. Later. Rồi tới một chuyện rồi bạn ơi. Thanh niên này ha đó. Trời này ha mưa mà không thấy được gì, chạy xe còn mặt đèn nữa bạn. Rồi giờ mình chạy vô mình kêu bánh niên kia nha, mưa lớn mà bạn. Anh em chuyện gấp tới rồi. Không phải mưa tới rồi. Nó tới. Ôi, mặt nghiêm trang nha bạn. Rồi cưng làm gì mà sao mà anh em đợi cưng từ hồi nãy. Thì ngái đi học tới bây giờ cách tiếng đồng hồ mà sao cưng chưa về nhà nữa vậy Khang? Nè anh coi nè. Tại xe thẳng hết xăng kìa, em dẫn bộ đi kiếm chỗ đổ xăng chết luôn á. Trời ơi, sao không? Trời ơi. Có gì đâu. Sao bây giờ? Ủa xe tao bị gì vậy? Đi học mà còn hết xăng nữa. Thẳng nó đầy xăng kìa, em biết đâu. Ê, đổ rồi. Thì là mày, mà đổ chưa? Em mới đổ rồi. Thôi, tao mới đổ đầy bình mà cách nay 1 tuần rồi. Trời ơi. Đã cho nhỏ mượn xe còn không đổ xăng cho nhỏ nữa. Mày lạnh quá, mưa gió này dắt vô nhà lẹ. Đúng rồi, dắt vô nhà lẹ đi. Đi. Vô. Rồi, anh em làm gì hả? Mình ra đi xe tao. Hư xe em vợ nè. Dẫn vô đi anh em. Vô nè. Đó. Rồi. Khoan, anh ơi. Anh có chuyện muốn nói cưng cái này nè. Thì anh Tăng nói cho em nó biết đi anh Tăng. Nói chung nói cho nó nghe đi. Nói chung không phải là mấy anh đợi cưng về làm gì. Thì hồi sáng giờ mấy anh cũng muốn quay clip lắm. Nhưng mà trong tay mình thì cưng đi học chưa về nè. Ái thì mới vừa về, còn chị Trang thì... Chị Trang... Quên nữa, bà ba Trang đâu. Thì để anh nói cho nghe, giờ tụi anh sáng giờ mới biết được một thông tin cũng hơi sốc xíu. Hả? Sốc gì? Đúng rồi, cái tin này mày biết mày buồn á, mày khóc luôn á.
có gì đâu. Cái tên này là nó cực sốc luôn. Đúng rồi. Mày nín cho tao nói coi. Để cho Tân nè. Tên gì dữ hả? Thầy mới trúng số. Thầy mới trúng số. Đó. Không lo đi chung lên lẹ. Khoan, cái này không khoan. Một là tin vui, hai là tin buồn. Mày chọn tin nào? Tin nào? Mà có hai tin thôi đó. Mà mới nói tin vui à? Đúng rồi, giờ tới tin buồn nè. Thông tin sáng giờ tôi anh nhận thì bà Trang á. Thì trời bữa nay mưa mà anh em ngoài không được, đi về đi. Đúng rồi. Chị Trang không có qua. Chị Trang có qua. Vậy thì đem qua bệnh cứu cho. Vậy đánh nó xe hết xăng rồi. Hết xăng mình cứu gì nữa. Em nhận con chở em đổ xăng. Thôi không, được rồi. Em cứu cũng như không à. Biết lòng tốt rồi. Chị Trang tạm dừng quay với anh em mình một thời gian rồi. Chị đi Sài Gòn luôn rồi. Trời ơi, nói chuyện bức cứu Trang coi mày khinh anh em tao hay gì vậy. Ừ, chị đi Trang luôn đi. Nói chung là chị đi Sài Gòn có công việc gia đình. Ừ, nó là chị Trang sẽ không quay với anh em mình nữa. Đi đâu gần một tháng trời luôn á. Trang rồi. Ngưng. Nhưng mà sao bảo không điện em? Nói cưng là cái gì mà điện? Mấy anh còn không điện á, điện cưng. Chị Trang nói với thầy rồi. Nhưng mà anh em tôi gọi. Thầy mới vừa nói lại với mấy anh nè à, cho nên mấy anh nói là cưng á. Còn cưng không tin thì đi vô hỏi thầy đi. Mày sao vậy? Thì chịu thì chịu thì chịu sao giờ? Anh giờ tôi sốc lắm á, buồn sốc gớt mắt luôn. Đúng rồi đó. Rồi giờ nào giờ tao có một chuyện cho mày. Vô trỏng còn đồ đạc gì của chị Trang á, gom đem gì bẩn giùm cho Trang. Đem gì bẩn đúng rồi, chị Trang kêu là gửi cái lời đó nói giùm kêu là khen với giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn ngày tái ngộ. Đúng rồi. Nói chung là chị đi không có lâu đâu. Tới một tháng chị không về, hai tháng chị không về, ba tháng chị không về. Chị nghỉ luôn rồi đó. Mà bà đi đâu không có được chứ. Đi Sài Gòn mà. Sài Gòn làm rồi, người ta làm rồi. Không tin hay gì? Không tin thì đi vô hỏi thầy đi. Mà giờ em tin không? Em không biết nữa nè. Không biết gì vô hỏi thầy. Nhưng mà anh quay làm gì vậy? Thì anh quay lại nói cho cưng biết. Sẵn anh cắt cái khúc này anh gửi cho chị cho em coi luôn. Chứ không gì. Kìa con xạo quá à. Làm gì anh chạy mày không thì anh cầm điện thoại vẫn được mà. Đã mua ước. Đâu anh điện mà Trang rồi. Điện thoại luôn á. Có điện thoại đó mà điện. Nói chung là chị Trang nói với ông thầy nói là mấy anh nè, mấy anh còn không biết nữa. Thôi em tin là ông vô nói hỏi thầy nữa. Trời ơi, cứ hỏi thầy làm. Trời ơi. Đâu, không có được cái gì đâu. Đã giờ người ta chuẩn bị lên xe rồi. Giờ chứ mày người ta lên xe rồi đó. Anh lên xe quá rồi, lộn. Lên xe khách rồi. 4 giờ chiều nay là đi rồi đó. Giờ là 3 giờ mấy rồi. Ngậm ngùi nhưng mà nghe tin cô. Giờ chạy vô chổng lấy đồ đi rồi chạy theo. Chút xí. Bỏ vô đi. Ai ơi. Ai ơi. Chạy đâu rồi. Chạy xe. Chạy xe. Chạy xe. Đi vô coi nó sao nè, nhanh lên đi. Chạy xe đi. Bỏ xe luôn. Chạy đi chơi. Làm gì trời. Rồi giờ em vô đây ngồi đi. Thầy ra ngoài thầy vụ khen là nói em đi Sài Gòn rồi. Ok luôn. Nói lúc 4 chiều nay luôn. Cho anh cho khóc luôn rồi. Cho anh chị nào rớt nước mắt thôi. Ok ha. Ok luôn. Rồi đây nha, chị nào thầy kêu gái ra nha. Ok. Ok ok. Rồi đây anh kêu thầy gì đó. Có này thầy. Có đứa muốn tìm thầy đó. Này này thầy. Tìm gì? Thì anh Tân với anh Thoại nói bà Trang nghĩ gì thầy? Thì bà Trang nghĩ thiệt mà. Đúng rồi. Anh có dụ em đâu. Đúng rồi. Nghĩ làm gì thầy? Ta nãy giờ ta nói với thầy nói luôn rồi. Đã okay. Trang nhắn tin với thầy nói là 4 giờ chiều nay Trang đi Sài Gòn rồi. Nên là không có quay với tem được một thời gian. Đó. Sao bà không điện em cục não chưa hả? Không điện em hả? Đi học có sao mà điện được. Điện em gì sao thầy biết? Thầy xạo quá thầy ơi. Cái gì? Trời mày nói thầy xạo hả? Thầy mày nói sao? Không thầy giỡn. Thầy giỡn em làm gì? Thầy bận công việc từ lưa á, thầy giỡn mày làm gì? Có thể nào giỡn đi được. Xuống nhà thầy trong phòng về sau thầy giỡn em được. Đúng rồi. Nè anh nói em nghe, phải chi nãy xe anh Thẳng không hết xăng là em gặp được bà rồi. Đúng rồi, bà Trang nãy giờ mới về. Tại xe anh Thẳng hồi qua quýnh thầy sao? Thẳng. Ê, mày mới dùng xe tao hồi đó luôn á. Ai kêu đồ không đổ xăng chị? Ơi tính nhà mượn xe tao phải đổ luôn. Rồi cuối cùng là cưng có kiếm chị Trang không hay là cưng ngãy ở đó? Kiếm bây giờ kiếm ở chỗ nào? Kiếm gì giờ đi Sài Gòn rồi. Kiếm đâu? Giờ 4:30 đó. Giờ chắc lên xe luôn rồi. Lên xe rồi. Thầy có thoại không em? Giờ em đi Sài Gòn không? Đi rồi. Đi hả? Kè xe hơi tự lấy đi. Nó chạy luôn rồi. Đi cũng kìa. Đi gì? Tao đi Sài Gòn mà em đi theo làm gì? Sài Gòn em đi theo có làm được cái gì đâu. Em chở người ta bắt cóc luôn á. Ờ đúng rồi, ở nhà với anh em đi. Ừ. Đúng rồi đó. Thầy tiếp cho anh em đi. Nói chung là không sao, Trang đi một thời gian sau thì Trang về. Đúng rồi. Nói chung mà... cũng không ngắn đâu ha. Nhưng mà lỡ 6 tháng á. Lỡ không về sao thầy? Không về thôi chứ sao.
kỳ thầy. Bây giờ anh Thiện cũng nè. Thầy Lâm gì có kỳ mà kỳ. Bây giờ có mướn xe, có mướn chơi nè, có chạy lên mấy xe miền Tây. Bây giờ là em đưa ra 5 xe rồi anh mấy anh điện chỉ cho chị nói chuyện với cưng. Đúng rồi. Em hết tiền luôn rồi. Em chịu nợ anh đi, anh điện bà Trang cho em. Yeah. Thôi nhưng được. Mà nói chung là giờ chắc chị lên xe chị không nghe điện thoại đâu. Nói chung là đừng buồn nữa chị đi. Thôi nói chung giờ mình lấy chuyện vui là ông này trúng số rồi nè. Đúng vậy. Rồi nè trúng số. Đúng rồi trúng số à vui lên. Trúng số gì? Trúng số đề. Lại có. Nãy em nói một hai cái tin là tin vui tin buồn. À. Là tin vui là hài trúng số. À. Tin buồn là bà Trang đi rồi. À. Ui thằng này tào lao. Đúng không? Ông lại trúng 2.000 chứ 2 tỷ gì. Rồi tin thứ ba là chị Trang đang lên xe rồi đó. Nói chung là hề thông báo với em vậy, tại vì em đi trễ nên là không gặp được Trang lần cuối. Ô lộn. Lần 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 đầu cũng như lần cuối. lần đầu. Lần chót đi thầy. Chót là chót hay lần cuối hay kỳ. Không có bả sao quay thầy. Sao không quay được. Trời ơi anh em tao đi em tao đông vậy mà không được gì. Em còn thấy đây nhiều người không mà. Đúng rồi đó. Không được. Ờ, anh gì nói chí lý không? Đúng rồi. Tem thì không có bà Trang thì cũng có người giả là bà Trang đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy là anh Duy đích thân đưa chị Trang ra xe luôn á. Đó. Đúng rồi. Hồi mình có gì nói chuyện với anh Duy sao? Ủa mặt kìa. Anh không biết gì hết nha. Rồi từ nay chị Ái sẽ là một người công chúa của Tem. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Duy với mày. Quý. Ừ, mày đừng có chà đạp lên nỗi đau của người đúng khác nhất mày á. Tao mới vui á. Cái gì tụi tao cản không được luôn á. Một xíu nè. Một xíu nè là cái bình trà này còn cái quai không nè. Cất luôn đi. Dẹp luôn đi. Rồi nói chung là vậy nha. Thầy vô làm việc tí ạ. Rồi thầy vô. Có gì muốn hỏi nữa không? Bây giờ gói gì vậy? Gói quá rồi nè. Vậy ha. Ok. Thôi thầy vô thầy làm việc đi thầy ơi. Thôi thầy. Hả? Có gì thắc mắc đâu? Em muốn nhắn nhủ với bà mấy câu. Nhắn gì rồi nhắn đi. Nè nói đi thầy gửi clip luôn nè. Đúng rồi. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà Trang. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà Trang. Sức khỏe nha. Rồi, xin chúc mừng em. Đúng rồi đó. Chúc mừng em. Chắc Trang cũng nghe đó. Trang lăng đang nghe luôn. Đang nghe luôn. Đang nghe. Trang đang xem video này mà sao không nghe rồi. Xem trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Ấy bà ăn chiều chưa bà Trang? Chậm quá. Mới quay trực tiếp đâu ra. Đọc bấm sao mới đăng lên. Em quên. Trời nói vậy là cũng không hiểu nữa. Sao mày ngu thế hả? Trời ơi. Giờ anh ta chỉ suy nghĩ là Trang lên đâu. Bây giờ làm cách nào để cho lên cảnh thật nhanh và nhanh để, nhanh thôi. Để được gặp Trang thôi. Đúng rồi thầy. Thì muốn giờ thầy có cách là em gặp Trang liền luôn nè. Đây nè. Trang ơi Trang có biết không Trang? Trang đang nơi đâu? Nè anh đó anh cũng làm một khóa hậu biến giống Tùng Hồng á biến gà. Vỗ tay vỗ tay ba cái. Biến gà biến gà yêu tình rồi lớn biến gà ngồi luôn. Giỡn vui nha. Sao anh cứ giỡn đâu anh nói thiệt mà. Nè anh giờ điểm mấy đứa vỗ tay nha. Nè giờ giờ nha. Không nè nè. Em cầm cái cam đi. Cái đi vô trong nhà tự nhiên cái thầy. Em đi vô trong chỗ phòng. Thầy hầu biến cái có Trang chổng liền. Nè cầm cam đi đây. Có bức hình gì mà. Thầy hầu biến vô chổng là có nguyên một báo con Trang luôn. Thầy nói chứ thầy cho anh em á mệt quá. Cho. Ông này. Ừ. Thì cảm giảm coi thử đi. Ông này cho anh mày mà nãy giờ sao chỉ là nãy giờ bà Trang không ra. Không có chừng giờ thầy cho anh là vô không có bà Trang rồi. Đúng rồi. Hiểu ý thầy á. Thầy chơi thì vô. Nhưng mà thầy cho anh thiệt. Không có đâu. Thầy cho anh bà Trang không có đi. Không tin đâu đi. Không tin. Nhưng mà gì thì có cầm cam chổng coi thử. Chị chổng coi thích coi. Im thì cứ vô chổng. Chị Trang không có đi nha bạn nhưng mà chị Trang chỉ lên xe lên Sài Gòn thôi. Đúng rồi. Giờ này cũng cho mừng mình tới đó. Mới lên xe rồi gần tới với mày. Thôi nè giờ đi vô đi không có thì đi ra thôi chứ có đâu. Không mình vô thử đi. Thế mình biến hình chị Trang nha luôn đi. Anh Tân hiếu thật mà. Thì đúng rồi đó, pháp sư hộ anh Tân. Nè em cảm cam vô thử rồi. Đi thử đi. Đi đi. Nè. Đi thử đi. Em đi vô nhà cái đảo ra cái tự nhiên cái Trang xuất hiện ngay trong mày. Đúng rồi. Tại là cái gì thần đồng biến hình đi đi. Đi đi. Không có em lấy điện thoại điện mà. Trời ơi. Đi thử mày. Thử mày. Bà Trang ơi. Hả? Có đâu. Có đâu. Có đâu. Có đâu ơi. Nè. Trời ơi. Anh xa nè. Đi nè. Đó đúng rồi. Nè. Nó đi dừng đó đó. Vậy hả? Đó.
Đó, đây nè. Đây hả? Đúng rồi, trong vòng này, có không? Trời ơi, đừng có mở. Trời ơi, không có rồi. Thôi vô, chưa coi mà. Vòng vòng trong đó không á, nè, cái cầm gì nè. Trang đây nè, đúng rồi. Rồi, tôi đi ra ngược ra đi là thấy hả? Đi ra, trang chút nè. Rồi, đi tiếp đi. Đi ra trước nè. Đi ra trước nè, thấy rồi. Trời ơi, Kháng bị mù hay gì á anh em ơi. Vô cái dạ, chạy lại. Rồi ông lại cho anh Trung rồi đó. Rồi cho nè. Quay lại có chuyện này nữa là. Đây nè. Sao rồi? Ôi. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Ủa đi vô đây. Ủa mắt em bị gì vậy? Nãy giờ anh đi ngang luôn á. Còn Trang bây giờ đi sau lưng mày vậy nè. Đúng rồi. Ủa sao lưng sao vô thấy. Kìa, nhắn nhủ cái gì nãy? Cái đây. Nãy gì nhắn nhủ dữ lắm rồi, nói đi. Nhắn nhủ đi kìa, chuẩn bị người ta lên xe rồi. Lên xe hoa đó. Xe hoa, đúng rồi. Dùng không biết nói gì. Như cái rung mà. Ừ, như cái rung. Trời ơi, nghĩ sao lướt qua đời nhau luôn. Nãy đòi điện dữ lắm. Đúng rồi. Đòi điện lên tới chảnh gặp luôn. Đúng rồi. Mà đi ngang qua là không nhìn luôn. Nói ăn cơm chiều chưa nè. Rồi, còn đồ quýnh hãng vụ chiếc xe nó mới ghê. Sao nè, quýnh đi. Em hỏi là Trang có đi không? Hỏi gì hỏi lẹ đi, 5 giờ lên xe rồi đó. Rồi. Nãy 4 giờ, giờ mới giờ lịch phải không? Mới giờ lịch lại đó. Rồi. Ba trễ lắm gì hả? Ba trễ cho ta điện thoại mãi. Nhà người ta cũng chuyện mà. Tôi không có vui. Nổi da gà quá đi. Nhìn căng căng quá em cũng sợ quá. Nổi da bò quá. Thôi tôi chuẩn bị đi rồi. Thôi mà. Ây da. Đi làm với thầy ổn định mà. Thôi tôi đi mới được, tôi không ở đây được. Thôi làm với thầy vui lắm. Thôi biết nè. Xe tới rồi tôi đi nha. Mà là làm buồn hay gì? Tôi á, thằng Nãng á. Ai sao biết dựng Nãng chơi ngay. Ơi, anh Duy làm Trang buồn á. Đúng rồi ạ. Đi đi á. Anh không biết gì hết nha. Có một người nào không dám xử không? Ai? Thầy á. Gì bán cái qua thầy nữa. Thầy quýnh em giờ. Nói chứ Trang cho anh em á. Nói cho tôi cho anh không á. Có đứa buồn muốn khóc. Rồi, giới thiệu mắt luôn kìa. Rồi thôi nha các bạn. Đóng rồi kìa. Tới đây được rồi nha. Cái mắt đàn ông không chơi cái mình giọt. Thôi nói chung là lâu cho anh vậy vui nha. Nói chung là trời. Mình đáp ứng cái comment của các bạn rồi nha. Ok. Là nhớ nhấn like và chia sẻ và nhấn vào chuồng để ủng hộ mấy anh em nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye, bye, bye. Nè đi Sài Gòn đi. Đi Sài Gòn kìa. Xe qua. Đi dẫn nhau đi. Đi luôn. Đi luôn hả? Đi.